Clear tác động kép mới với sim PTO trị sạch gầu và Lipid Plus nuôi dưỡng da đầu. Bạn sẽ không còn phải bận tâm về gầu nữa. Nếu sau khi dùng Clear mà vẫn thấy gầu, bạn cần kiểm tra lại mắt. Với Clear tác động kép mới, bạn hoàn toàn tự tin, gầu sẽ không trở lại trên da đầu khỏe mạnh.